Mùa trung thu ấm áp, trao gửi yêu thương của Thermomix đã diễn ra và để lại rất nhiều ấn tượng, dấu ấn trong cộng đồng Thermomix. Bộ sưu tập bánh trung thu đã được đội ngũ phát triển công thức của Thermomix nghiên cứu và giới thiệu đến đông đảo khách hàng. Với sự hỗ trợ đắc lực từ Thermomix, chúng ta có thể tự làm được những chiếc bánh nướng, bánh dẻo cùng với những loại nhân mới mẻ và tốt cho sức khỏe như nhân sen táo đỏ, nhân bí đỏ, nhân hạt dinh dưỡng, hoặc có thể dễ dàng tự nấu được nước đường, tự làm được trứng muối hay nhân nhân cốm xào là hot trend của mùa trăng năm nay cũng không làm khó được Thermomix. Ngoài ra, với gợi ý bánh trung thu ngàn lớp Đài Loan cũng được cộng đồng đón nhận, hưởng ứng và lan tỏa. Để giúp những khách hàng tiệm cận tốt hơn với bộ sưu tập công thức cũng như để hướng dẫn những bước làm bằng tay cần một số kỹ thuật khó hơn, Thermomix đã tổ chức những buổi live stream trực tuyến để chia sẻ cũng như trả lời những thắc mắc của những khách hàng ở khắp mọi nơi. Tại buổi live stream, khách hàng đã được hướng dẫn trực tiếp từ cách nhào bột bánh nướng, bột bánh dẻo, cách xên nhân trung thu truyền thống và xên nhân trung thu hiện đại với sự trợ giúp của Thermomix. Và món bánh trung thu đến từ đất nước Đài Loan cũng được chia sẻ và chỉ dẫn cách làm ngay tại live stream để khách hàng có thể dễ dàng làm lại được những chiếc bánh xinh xắn và nhiều màu sắc. Cùng với những phần chơi game thú vị về chính chủ đề bánh trung thu đã giúp cho buổi live stream mang về nhiều lượt xem và bình luận. Bên cạnh đó, ngay tại showroom của Thermomix đã diễn ra rất nhiều buổi workshop kết hợp với những đối tác như Pha Phi Fun với chủ đề đánh thức trí thông minh tài chính đã giúp các bạn nhỏ dễ dàng tiếp cận với công nghệ hiện đại 4.0 để có thể dễ dàng kết nối được với những giá trị ẩm thực truyền thống. Hay như với sự kết hợp cùng với đối tác Nương Bắc khi giúp khách hàng có một giải pháp trọn vẹn từ việc kết hợp nguyên liệu tốt với một công nghệ tốt sẽ cho ra một món ăn hoàn hảo. Và cũng có rất nhiều buổi trải nghiệm trực tiếp tại showroom với sự có mặt của những bạn trẻ thế hệ Gen Z, đặc biệt thu hút được sự thích thú, bất ngờ của các bạn khi được trải nghiệm một thiết bị công nghệ hiện đại có thể làm được những món bánh truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt, hoạt động được duy trì thường xuyên vào mỗi cuối tuần trước cửa showroom, Thermomix rất vui khi được đón tiếp hàng trăm lượt khách hàng, cặp bố mẹ và các con cùng trải nghiệm làm bánh trung thu với sự hỗ trợ đắc lực từ Thermomix. Và cuối cùng, hãy cùng ngắm nhìn lại những thành quả từ chính những khách hàng yêu mến Thermomix, yêu ẩm thực Việt truyền thống với những chiếc bánh trung thu xinh xắn, đáng yêu cùng gia đình hưởng trọn cái Tết đoàn viên của mùa trăng năm 2022. Cảm ơn tất cả những khách hàng thân yêu của Thermomix khi đã cùng chúng tôi tạo nên một mùa trăng rực rỡ và nhiều dấu ấn khó phai. Gặp lại các bạn vào mùa trăng năm sau.